Qua tuần tra, kiểm soát, mới đây tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 9, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã bắt quả tang xe tải chở mất kẹo không hóa đơn trong dịp cuối năm. Theo đó, vào chiều ngày mùng 1 tháng 12, tổ công tác phát hiện xe ô tô tải lưu thông qua đoạn km 36 100 quốc lộ 32 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe khai sinh năm 1997, trú tại Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Kiểm tra trên khoang chở hàng của xe, tổ công tác phát hiện có rất nhiều thùng cắt tông, có chữ nước ngoài, có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu. Lái xe cho biết số hàng trên là mứt, kẹo, phục vụ cho dịp Tết và chở thuê cho chủ hàng ở Phúc Thọ, không có hóa đơn chứng từ. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản và đưa người cùng tăng vật cũng như phương tiện về trụ sở đội quản lý thị trường số 20 để bàn giao và xử lý theo quy định.